anh hùng hay bé tí, mọi người phải kiểu là cổ vũ lên. Cánh tay của mấy ông đâu rồi? Tại sao mấy ông lại để tay ở phía dưới hả? Tại sao mấy ông lại để tay phía dưới? Các phải giơ tay lên để ủng hộ. Cố lên. Các phải cần ủng hộ ấy, đúng không? Bây giờ kim đồng hồ đang chạy, 4 giây trôi qua, 5 giây trôi qua, vẫn chưa có tình hình gì cả. Chỉ có miệng tôi bu lo thôi à. 10 giây trôi qua rồi nhưng mà vẫn chưa hay động tĩnh nào hết. À ok, Ugot team bên tôi đã di chuyển rồi. Ok, bây giờ 1 phút 15 giây lính bắt đầu sắp xuất hiện trên cõi đời này rồi. Thì hai con Ugot đã chạm mặt nhau rồi. Rồi bắn kêu quay ra nhưng mà không trúng. Yeah, đã bay tới và không. Đây level 2 trước hàng gì bay tới hiếp dâm ông Blusi rồi. Đi cục vô. Thì nếu mà farm được hết, cả hai bên này farm được hết á, thì bên đội xanh win. Đấy, thấy không? Đấy con bắt kìa. Hút nhau về, còn thiêu đốt rồi, kiệt sức rồi. Một hit nữa anh ơi, một hit nữa. Yeah, phân Blusi. Chiến thắng đã dành cho Blusi. Ôi, trận này thì lại khác với trận vừa nãy. Trận vừa nãy thì bị bên đội đỏ chèn ép về phía chủ của đội xanh. Trận này thì hai người đều kiểu lên level cùng lúc và rip thế, rip thì hơi nghi về đội xanh tí xíu hơn nhưng mà cũng không sao. Doran còn bên kia thì mua cho mình dùng cái khuyên Doran né quy từ King J, bây giờ là hất ngược về từ anh hùng. Hai bên đang trao đổi chiêu thức, bên kia bên anh hùng có lợi hơn vì có cái khuyên Doran chống đỡ sắc từ sắc thương và còn hồi máu nữa. Bên Doran thì cũng vậy nhưng mà không được chống đỡ sát thương, có hút máu tí xíu thôi. Hai bên đang đánh nhau rồi, hất ngược về từ phía King J. Hất ngược về phía anh hùng, thiêu đốt kiệt sức dành cho anh hùng luôn nhưng mà không biết là rồi chiến thắng dành cho anh hùng rồi. Rồi nhảy lên và hất tung ngược về lại. Hai bên đang được trao đổi chiêu thức. Cho nhau thì thiêu đốt đến từ hoàng tử nhóc và Sa Gia liên tiếp trả lại sát thương nhưng mà bực lên cho mình được lá trắng, là trắng được mớ sát thương từ hoàng tử nhóc. Hai bên đang mè nhau đang rình không lướt e tới nhưng mà tầm xa quá thành ra là không có hất tung ngược về lại được. Bên này đang trả lại sát thương nhưng mà thấy bên Sa Gia nhiều máu hơn, thì mua cho mình hai cái Kurin và một cái hồng ngọc. Tôi nghĩ là Saiyan sẽ có mạng rồi. Wow, áp chế ấy thành công luôn. Trận đấu đã bắt đầu rồi, bây giờ bé tí sẽ là nhau với lại Katarina. Hai bên sẽ là kiểu giống như là lao vào nhau đi anh ơi, lao vào nhau đi Bully. Ở đây đang ngồi đây xem hai ông lao vào nhau nè. Ông đừng có farm rip nữa, tôi chán lắm rồi. Tôi chán cảnh là mấy ngồi nhìn mấy ông farm rip rồi. Mấy ông phải đánh nhau đi, đụng nhau đi. Đi anh ơi, sắp bỏ đi anh ơi, sắp bỏ. À đánh nhau rồi. Đúng rồi. Trời ơi, lên level 2 trước rồi, thấy không? Mấy ông khinh thường bé tí chưa? Mấy ông khinh bé tí hả? Bạch kim mà bạch mấy ông kia bạch kim mà ngon hả? Lên level 2 trước rồi đó, đó kiệt sức, thiêu đốt các thứ rồi. Ai win đây? Yeah! Đó thấy không? Tôi nói rồi, đánh nhau đi, đánh nhau là có thể win được mà. Đâu có cần. Đâu có cần cái gì đâu anh ơi. Tỷ Quyên thì không biết là hai người này đối đầu với nhau thì sẽ như thế nào, không biết là có farm hay không. À, tôi nói rồi game solo là đừng có farm mà, cho nên là mấy ông mà farm là mấy ông thua. Đánh nhau đi. 5 phút trôi qua rồi, trận này khá là căng thẳng bởi vì đã vào bán kết rồi, thì hai ông này đánh vẫn rất là cẩn thận. Cái thế này thì chắc là Blusi đang muốn đánh nhau, hai ông là đánh nhau rồi. Hất ngược về từ phía Saya, kiệt sức hai bên, thiêu đốt cho Saya, bực lá chắn cho mình rồi Saya ơi. Ôi áp chế. Good job man. Anh hùng hay bé tí, mọi người phải kiểu là cổ vũ lên. Cánh tay của mấy ông đâu rồi? Tại sao mấy ông lại để tay ở
thời kiệt sức đến từ bé tí. Thiêu đốt bật lá chắn cho mình, đó là anh hùng Orokin. No, no, trời ơi, tại sao những cái lúc mà kiểu giống như là rồi. Đây sẽ là một trận chung kết quyết định ai sẽ là người thắng cuộc, ai sẽ là người vô địch giải solo event UGOT, ai sẽ là nhà vô địch UGOT và có thể nhận được phần thưởng giá trị đến từ Who. Ta hãy cùng xem và quan sát được là nhớ là trận đấu này rất cực kỳ căng thẳng, thành ra là mấy ông phải kiểu bình tĩnh nhá, mấy ông đừng há hốc mồm nhá. Ai sẽ là nhà vô địch đây, bé tí hay là Saya? Vẫn là những cú đánh mà đánh vào rip. Bây giờ là level 2 đến từ bé tí thì nhảy lên nhưng mà vẫn nhảy không trúng đến từ bé tí. Bật cho mình lớp giáp đó là Saya và trả ngược đáp lại cho bé tí. Wow, sau một pha combat vừa rồi thì bé tí đã mất cho mình hơn nửa số máu. Nice. Đã dùng kiệt sức đến người Saya bây giờ. Hai người đang đánh nhau rồi. Saya vẫn tiếp tục tấn công bé tí. Bé tí có lui về trụ được không? Vẫn quay, đúng rồi, chính xác. Nhảy lên để người phía Saya và gây sát thương cho bé tí. Bé tí cũng không ngừng ngại. Đang combat, Saya bị trụ bắn một hit. Không biết là có Aura được không bé tí ơi. Vẫn tiếp tục gây sát thương đến từ bé tí. Quay trụ, bên này cũng quay trụ luôn. Hai bên quay. Xui quá, tôi nghĩ là bé tí thua. Tại vì bé tí thua level, không lên được level 6. Dù sao thì cũng chúc mừng bé tí.